Kính thưa quý vị, Thái tử Anh Quốc đi thăm người tị nạn Syria, tên từ Hamta. Thái tử George và vợ đã gặp những người tị nạn Syria tại thị trấn Hamta của Jordan, nằm gần biên giới Syria. Cặp vợ chồng hoàng gia Anh Quốc đã được nhân viên cứu trợ Liên Hiệp Quốc làm việc tại trại tị nạn công viên vua Abdullah đón rước. Trại tị nạn này chỉ có 1.000 người. Thái tử George nói rằng ông ta cảm thấy rất xúc động đối với lòng rộng lượng của người dân Jordan và sự đau khổ của người tị nạn Syria. Ngày 15 tháng 3 sắp tới là ngày đánh dấu 2 năm bạo động Syria. Số người tị nạn chạy sang Jordan đã lên con số 330.000 người và trong năm nay có thể lên hơn 1 triệu người. Nhưng điều đáng mừng là người tị nạn đã nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh. Công nương Camila nói bà ta thấy quá nhiều cảnh tan nát con tim, đã gặp những đứa trẻ không còn cha mẹ đang được những người khác nuôi dưỡng. Trong thời gian viếng thăm, cặp vợ chồng hoàng gia Anh Quốc đã đến một trường mẫu giáo nói chuyện với khoảng 20 trẻ em. Họ cũng gặp những người phụ nữ làm đồ thủ công, thêu đan để bán lấy tiền gây quỹ cho người tị nạn. Trại tị nạn công viên vua Abdullah đang được Liên Hiệp Quốc, UNICEF và tổ chức cứu giúp trẻ em điều hành, đang có khoảng 931 người tị nạn. Theo UNICEF, đang có 330.000 người Syria tị nạn ở Jordan. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết số người Syria đang tị nạn tại các nước lân bang hiện nay đã lên trên 1 triệu và sẽ tăng lên gấp đôi trong năm nay nếu chiến tranh tại Syria không chấm dứt.